Xin chào cả nhà, thì hôm nay mình nhờ bố mình, ba mình á tiêm cho thằng bóp, tại vì khi đi tiêm phòng về là bác sĩ đưa cho hai ống một ngày, là tiêm 3 ngày để cho nó không có bị nhiễm trùng vết thương. Nói chung lớn á cả nhà, nó lớn thì nó khó lành. Rồi, đi chơi. Nó đàn chó mà mình mỗi lần mình vô là tụi nó mừng vậy á. Đó, sáng thì cũng mới đổ thức ăn viên, chiều cho ăn hạt. Đó, cái này là tạm thời, còn cái này cái nền này mai mốt chắc bữa nay làm luôn nha bay. Dạ. Từ từ ba. Rồi. Kháng sinh mà, kháng sinh phải đau. Mày chơi quýnh ta. Vũ hả? Cha Vũ con hả? Cha Vũ con bài thi dục buổi sáng. Thôi, ủa, còn mạnh mà. Đằng kia một đống không ăn lại đây làm gì hả? Trời ơi, bốn đứa kia ngồi ăn rồi ngủ rồi. Hồng Ngọc ra chứ làm gì đây? Ngọc lấy cho ăn thêm rồi. Vô ăn nè cả nhà ơi. Lát đi mua thịt gà cho nó ăn. Nói chung là mấy bé chó của mình phải ăn thịt gà với cá, mà cá ăn hết rồi, nghe người ta nói ăn nhiều không có tốt. Bích hợp chơi thân với nâu với bóp đó, còn bóp nó chưa biết cái vụ mà mình triệt sản ở đâu, nó vẫn còn dây dãn với mấy cô nàng. Đây thức ăn mình để hàng hạ nè, muốn ăn nhiều ăn đó. Ui, Ruby đó các bạn, Ruby nó nhỏ hơn nhưng mà nó lì hơn. Nó tối ngày năng hiếp mấy. Ê, Bi. Biểu ơi, biểu Bi. Cái tánh nó hồi đó giờ là vậy, cái nhà nó phải đơn giản đâu. Nó muốn làm sưng bá rồi, phải không? Đứa nào cũng muốn hiếp hết, mà cái đứa gừ lại là làng khóc. Sao muốn cách ly không? Ở đây mình ngăn chừng 2 mét cho nó ở một mình là biết thân. Cha còn 40 còn sắt đó nha. Dữ lắm, cao hơn mấy anh chị. Nè các bạn thấy vàng không? Vàng không phải đơn giản đâu. Đó, đẹp không? Nhỏ xít à, có chút chiếu à. Nó đứng như nhích hơn kim cương có một khúc à. Rồi sáng còn hiếp được mấy anh chị là kể cho nghe coi. Sáng còn hiếp được mấy anh chị rồi. Ruby là chùm đi ăn phá anh chị. Coi. Sáng là
rồi 5 phút à, cái bắt đầu cái mình đi vô cái liệm ra ngồi đây cạnh anh, mình đứng đây là tụi nó cạnh anh, tụi nó đứa nào cũng muốn sáp lại gần mình á, mà sáp lại gần là mấy đứa nào gần mà gần là bị mấy người kia gừ, không cho mình gần. Ừ, có xám đó, nó cả nhà mình lót nền, lót gạch, có mái nhà ngon lành rồi, thì các bé bây giờ rất là mừng được cái mái nhà với cái nền rất là sang trọng. Ôi. Rần. Tối ngày gần. Rồi, nè thấy chưa? Tôi bị lại nữa kìa. Tiêu chứ. À. Tôi tối ngày cái đi rồi qua rồi lại cái đi sửa hết chỗ này chỗ kia. Thấy anh Út kia không? Thấy anh bóp không? Đâu có sửa đâu. Thôi vậy vô sáng ra chuồng chó tăng rồi vô đó chị nâu hiền khô à, mấy đứa này nó lì lắm. Đó bây giờ mình đi quay cho cả nhà xem đàn chó của mình giờ ăn ngủ đây, cái thao nước à. Có cái chùa không chịu nằm nữa cả nhà, phải nằm lung tung vậy đó, nó còn không ngọc đó thì ăn uống xong cũng đi lung tung, không phải trong chùa đó. Rộn ràng nhất cũng là Ruby. Thôi xin dừng video tại đây, chúc cả nhà có một ngày vui vẻ, thì cả nhà xem chia sẻ video giùm mình. Bấm một like nha cả nhà. Thôi xin chào. Cả nhà xem thì ai có khả năng thì giúp đỡ cho đàn chó của mình có cơm no mặc nha cả nhà. Thì nuôi mà cả năm trời, nói chung là thời gian dài tụi nó rất là nhiều chi phí, bệnh tật nó đủ thứ thôi. Xin chào cả nhà.